chúng ta đọc tụng thụ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, không chỉ được Bồ Tát Địa Tạng mà còn được chư Phật khắp mười phương, chư Đại Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần khắp mười phương cũng đồng là hoan hỷ phóng quang minh và tiếp dẫn những chúng sinh tội khổ ở trong ba đường ác đạo mà có đủ duyên lành, họ ăn năn sám hối, đủ duyên lành thì được đầu thai, được siêu thoát về các cõi thiên giới, thiện giới và các cõi tốt hơn. Đó, thì đấy là những cái mà chúng ta nhất tâm hành trì lễ bái thì có những cái điều cảm ứng bất khả tư nghị đó nó xảy ra. Nhưng con mắt thường chúng ta không thấy được, nhưng chúng ta đủ niềm tin thì chúng ta vẫn có những cảm nhận được. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục học ở phần kinh tiếp theo. Trong văn kinh ấy, bây giờ vô độc vừa bảo với Bồ Tát Địa Tạng xong như vậy thì Ngài liền cung kính chắp tay xá chào mà lui. Thánh nữ ngay khi ấy như người tỉnh giấc mộng, liền đi đến trước tháp cung kính mà cúng dường Đức Phật Giác Hóa Định Tự Tại Vương Như Lai. Cúng dường Phật xong rồi, Ngài liền phát nguyện rằng: con nguyện từ nay cho đến tận cùng ở đời vị lai, nếu có chúng sinh nào mắc vào các tội khổ thì con sẽ lập ra nhiều các chức phương tiện khiến cho chúng sinh đó thảy đều được giải thoát. À, chúng ta thấy qua đoạn văn kinh này thì chúng ta lại bắt đầu là Thánh nữ Bồ Tát Bà La Môn bắt đầu là phát đại Bồ Đề tâm từ đó. Thấy cái chúng sinh đau khổ nhiều quá, đau khổ quá nhiều cho nên là Ngài bắt đầu phát đại Bồ Đề tâm thể độ chúng sinh. Đầu tiên là xuất phát từ cái tấm lòng hiếu thảo cứu độ mẹ mình, nhưng vì vào đó thì thấy là chúng sinh quá khổ, mẹ mình khổ, chúng sinh khổ cũng như thế thôi, tất cả chúng sinh khổ giống như cũng như là mẹ mình khổ. Tâm của Bồ Tát khi mà có cái nhìn từ bi và bình đẳng như vậy thì mẹ mình đau khổ như thế nào, Ngài thấy là chúng sinh cũng đau khổ như thế. Đó. Chúng ta là người tu học Phật Pháp thì phải phát được cái tâm đó, cái tâm Bồ Đề đó, cái tâm bình đẳng đó. Tâm bình đẳng đó được thể hiện như thế nào? Đối với người tu hành của chúng ta, bất luận là xuất gia hay tại gia, chúng ta đã phát nguyện theo Phật, cầu Phật chân chính, thì chúng ta phải phát được cái Bồ Đề tâm, khởi cái lòng lành, thương tưởng tất cả chúng sinh giống như người thân của mình ạ. Thậm chí chúng ta phải thương họ hơn là thương bản thân của mình ạ. Làm được như thế tức là làm hạnh của gì? Hạnh của Phật, hạnh của Bồ Tát, hạnh của các vị hiền thánh tăng. Phật Bồ Tát đã phát tâm như thế nào chúng ta cũng phải học các ngài phát tâm như thế. Nhưng chúng ta thì hàng sơ học, tức là mới biết tới Phật Pháp, mới bắt đầu đang học tu, thì chúng ta đi từng bước dần dần. Ví dụ như Phật tử tại gia, khi Đức Phật còn tại thế, Ngài dạy chúng ta cái phương pháp là nuôi lớn Bồ Đề tâm. Đó chính là gì? Một tháng là 6 ngày ăn chay. 6 ngày ăn chay trường này chính là nuôi lớn Bồ Đề tâm. Vì sao lại nói như vậy? Vì nghĩ tới tất cả chúng sinh nó có sự sống, nó cũng ham sống sợ chết như con người chúng ta vậy, nó cũng có gia đình. Chúng ta đừng nghĩ rằng các loài súc sinh không có gia đình. Con chó, con mèo nó có gia đình không các quý vị? Có gia đình. Con lợn có gia đình không? Cũng có gia đình. Chúng ta thấy con lợn mẹ nó sinh ra những con lợn con, và nó cũng biết yêu thương, nó cũng biết gì. Những con lợn con nó mới sinh ra chưa biết ăn đó, nó đói nó gì, đòi mẹ nó bú rồi thì mẹ nó cũng gì, mẹ nó cũng tìm vào một cái góc nào đó sạch sẽ để nằm cho con nó, cho con nó bú. Và con người chúng ta cũng thế. Nhận đến con trâu, con bò, con chó, con lợn đều thế cả. Rồi con cá, chúng ta nhìn thấy cái con cá quả mà nó sinh cái đám con nhỏ của nó và nó bảo vệ đám con của nó kinh lắm. Mà những đám con của nó cũng có tình với người mẹ ghê lắm. Tôi xem một cái đoạn video clip mà tôi chảy nước mắt, là có một cái
cái bác thợ đi câu, đây là người bên châu Âu chứ không phải người Việt Nam chúng ta. Người Việt Nam chúng ta thì chắc phải tìm cách để vớt cả đàn con nó luôn. Một cái bác đi câu nó, một cái anh đi câu nó câu được cái con cá quả to. Khi nó câu con cá nó mắc mồi, con cá mẹ mắc mồi á, mắc lưới câu á, thì cả cái đàn con nó, đàn con nó mình bé tí tí bằng cái đầu đũa thôi, nó dài khoảng bằng ngón tay út này nhưng mà nó bé hơn. Cả đàn con đến hàng nghìn con cá con như vậy, nó bâu kín mẹ nó và nó bâu kín mẹ, khi mẹ nó chuẩn bị nhấc lên bờ là đàn cá con nó bâu kín vào mẹ nó. Nó bâu kín luôn. Chạy kín theo mẹ nó luôn. Khi mà cái con cá quả mẹ được nhấc lên thì cái đàn cá con nó cứ chạy vào sát bờ, có con nó còn nhảy theo nữa. Và cái người đi câu đó thấy như thế, họ thấy cái tình cảm của giữa những con cá con với con cá mẹ như vậy, và cái người đó liền thả con cá mẹ xuống dưới, trả lại dưới lòng sông. Và cho nên ở trên đời chúng ta thấy Đức Phật muốn cho những người tu tập bắt đầu dần dần, đầu tiên là khởi cái tâm từ bi, biết yêu thương, biết tôn trọng mạng sống của muôn loài, của chúng sinh. Bằng cách là gì? Đầu tiên là ăn chay 1 tháng 2 ngày, rồi cho đến tháng 6 ngày, rồi đến tháng gì 10 ngày. Và dần dần chúng ta quen, cái lòng từ bi chúng ta sinh ra, tâm bồ đề chúng ta lớn thêm. Trong A Lại Gia Thức chúng ta, khi chúng ta phát bồ đề tâm, khởi cái từ bi tâm đó mà tu á, thì trong A Lại Gia Thức của chúng ta dần dần nó chuyển biến từ cái chỗ tâm tối u mê thành gì? Thành sáng suốt thanh tịnh. Bởi vì tàng thức A Lại Gia của chúng ta ví như cái kho á, chúng ta gieo cái chủng tử thiện vào thì hạt giống thiện nó nảy nở ra. Chúng ta gieo cái chủng tử xấu thì hạt giống ác nó cũng sản sinh ra. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là quán chiếu và phát khởi lòng từ bi dần dần bằng chính những hành động hàng ngày của chúng ta thiết thực. Đó là ăn chay, tụng kinh niệm Phật, săn thiền, giữ giới, vân vân. Tất cả những cái đó cũng chỉ để nuôi lớn cái tâm bồ đề của chúng ta mà thôi, làm cho nó sáng rõ cái tâm đạo của chúng ta mà thôi. Vậy cho nên ở đây Bồ Tát Địa Tạng khi mà thấy chúng sinh đau khổ như vậy, Ngài quán chiếu được ngay, coi tất cả sự khổ đau của chúng sinh cũng giống như sự khổ đau của mẹ mình. Vì vậy cho nên ngay đó Địa Tạng Bồ Tát đã phát được Đại Bồ Đề Tâm. Đây gọi là Đại Bồ Đề Tâm. Đại tức là to lớn. Bồ Đề tức là chỉ cho cái lòng từ bi hỷ xả đầy đủ viên mãn không khuyết thiếu vậy. Cho nên ở đây chúng ta học Phật, học ở cái gì? Tụng kinh, tụng ở cái gì? Tụng kinh không phải là chỉ đọc kinh xong để cầu nguyện là Phật Bồ Tát ban phúc giáng họa cho chúng ta. Tụng kinh là chúng ta phải y giáo phụng hành theo trong kinh, dần dần làm từ thấp cho đến cao. Cái gì chúng ta làm được trước thì nên làm trước. Đó gọi là trì kinh. Đầu tiên chúng ta sẽ đọc kinh này. Chúng ta bây giờ đang ở trong giai đoạn gọi là đọc kinh. Đã. Đọc để làm gì? Đọc để hiểu, để biết đã. Khi mà chúng ta thuộc lòng rồi, chúng ta nhìn lướt qua mà chúng ta vẫn đọc được thì lúc đó gọi là gì? Gọi là tụng kinh. Đầu tiên là đọc kinh, tiến lên một bước, thứ hai là tụng kinh, đến bước thứ ba gọi là gì? Là trì kinh, hay gọi là thụ trì kinh. Trì tức là giữ, là nắm giữ. Mà nắm giữ ở đây có nghĩa là làm theo. Lấy cái bộ kinh đó dần dần chúng ta học tập và làm theo. Ví dụ chúng ta là đọc, tụng và thụ trì kinh Địa Tạng, thì ngày đầu tiên như dạo này chúng ta là đang học để đọc này, đang đọc này, rồi tiến lên một chút nữa là tụng này. Khi mà chúng ta thông rồi, đọc lầu lầu đi rồi á, gần như thuộc lòng rồi á, mà thuộc lòng được thì càng tốt, thì đó gọi là gì? Gọi là tụng kinh. Rồi bắt đầu chúng ta nghiên cứu, nghiền ngẫm về giáo lý mà Đức Phật dạy chúng ta ở trong bộ kinh Địa Tạng này. Đức Phật và Bồ Tát Địa Tạng, chư đại Bồ Tát dạy chúng ta bỏ ác, làm lành, lãnh giữ hành thiện. Thì chúng ta phải học dần dần phải bỏ ác. Cái đầu tiên là phải bỏ ác.
Rồi sau cái bỏ ác và tiến lên là chúng ta gì? Làm lành. Làm lành bằng cách nào? Rất nhiều cách để chúng ta làm lành. Bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, đọc tụng kinh văn đại thừa, vân vân, đều là những việc gì? Đều là những việc thiện. Nói năng hành động khiến cho người hoan hỷ vui vẻ, khuyến hóa dạy bảo cho người biết tụng kinh niệm Phật, biết bỏ ác làm lành như mình, đó chính là hành thiện, đó chính là làm lành. Những cái điều nào xấu ác có thể sẽ đến với chúng ta thì chúng ta cố gắng lánh nó đi, tránh nó đi, gọi là lánh giữ. Lánh giữ tức là những việc xấu ác chưa đến, chuẩn bị đến thì chúng ta lánh được thì cố gắng lánh đi, đừng có tạo tác nữa. Thậm chí biết cái việc đó, làm việc đó là chúng ta có tiền, thậm chí có rất nhiều tiền, nhưng mà biết là xấu ác thì nhất định không làm, nhất định không làm. Vậy thì chúng ta phải làm thế nào? Người xuất gia và Phật tử tại gia, chúng ta phải học theo kinh Phật, làm theo lời Phật dạy, đó chính là chúng ta hưng long tam bảo, đó là chúng chính là chúng ta hộ trì Phật pháp, trên thì cầu giáo pháp của Đức Phật để minh tâm kiến tính, dưới thì có thể cảm hóa được chúng sinh, thu phục được lòng người, khiến cho họ phát khởi tín tâm mà quý kính tam bảo, tán thán tam bảo, khen ngợi tam bảo, và thậm chí là còn quy y theo tam bảo, nương vào tam bảo để tu tập, để hành trì nữa. Trách nhiệm và bổn phận của Phật tử chúng ta là phải làm cái điều đó. Tăng ni xuất gia và Phật tử chúng ta cũng phải làm điều đó. Tất cả chúng ta đều phải làm điều đó, đó chính là người học Phật. Đấy gọi là học Phật chân chính đó. Cho nên ở đây á, khi mà chúng ta học, chúng ta thấy Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm như thế, chúng ta đọc á, không là chỉ có thấy như vậy và chúng ta cứ thấy như vậy là chúng ta cười, hoặc chúng ta sẽ hoan hỷ quá, Bồ Tát làm được điều đó hoan hỷ quá, mà thực tế là chúng ta cũng phải học và làm như thế. Chúng ta chưa làm một kiếp, chưa làm được lớn như là Ngài, chưa phát đại bồ đề, được đại bồ đề tâm như Ngài, thể độ hết thảy chúng sinh như Ngài, nhưng chúng ta cũng phải trước tiên là phải độ cái chúng sinh ở trong chúng ta đã. Thế nào là độ chúng sinh ở trong chúng ta? Tham sân si đó chính là cái gốc của chúng sinh, đó chính là căn bản phiền não của tất cả chúng sinh. Tất cả phiền não, tất cả sự khổ đau đều do tham sân si ba độc này mà ra. Cho nên thể độ tất cả chúng sinh tức là chúng ta dần dần làm giảm cái tham, cái sân, cái si trong mỗi con người chúng ta đi,